Hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2022, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đọng trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Pati, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tông giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa." Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi." "Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa." "Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài, địa cầu đầy dãy loài thủ tao của Ngài. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui, phần con sẽ hân hoan trong Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ có một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kè tiếp liền: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và tự trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kè cơ bằng, xin Ngài ngự đến. Đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến.
Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là cách trở hiện lương của tâm hồn, là đấng ủy lao dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sang chứa chan hồng phô, xin chiếu soi trần gặp tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh Thần nhắc nhớ anh em. Người ta nói di chứng của hậu Covid là hay quên, nhớ trước quên sau, hứa đó rồi quên. Có người còn nói chơi, nợ người ta thì quên, mà ai nợ mình thì nhớ. Nhưng thật ra, quên là cái gì đó rất đổi bình thường của con người, như ai đó đã viết. Sống làm người biết quên biết nhớ, sống một đời để nhớ để quên. Và rồi dần dà theo dòng thời gian sẽ làm cho người ta cứ quên quên nhớ nhớ nhiều hơn. Điều cần nhớ lại quên, và cái cần quên lại vẫn nôn nao da diết nhớ. Biết như vậy mà vẫn quên những điều nên nhớ, vẫn nôn nao da diết nỗi nhớ cần quên. Muốn nhớ thêm, hãy quên những điều không nên nhớ. Muốn không buồn, phải biết chọn lựa giữa nhớ và quên. Do đó, muốn nhớ phải tập, phải rèn, phải được nhắc nhớ, hướng dẫn thì mới không quên những điều nên nhớ. Đời là thế, quên quên nhớ nhớ, đến vô cùng nhớ nhớ quên quên. Đến khi nào hết quên hết nhớ, để lại đời nỗi nhớ và quên. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta một người kỹ sư tâm hồn thật tuyệt vời. Đó chính là Chúa Thánh Thần. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Vì xa mặt cách lòng nên nhờ Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhớ cho chúng ta điều Đức Giêsu đã dạy. Lấy điều chính đã nhận được từ Đức Giêsu mà thông ban cho ta, Chúa Thánh Thần không dạy điều mới, mà là nhắc nhớ cho ta điều Đức Giêsu đã nói, giúp ta hiểu và thực hiện lời của Đức Giêsu đã giảng dạy. Mỗi người chúng ta giống như các môn đệ của Đức Giêsu năm xưa,
lời giáo huấn của Chúa Giêsu đến với chúng ta qua giảng dạy từ những người thay mặt Chúa dạy chúng ta. Và dần dà qua dòng thời gian, chúng ta có nguy cơ quên lãng giáo huấn ấy vì vô vàn lý do. Thì một dịp nào đó, Chúa Thánh Thần giúp ta nhớ lại điều Chúa Giêsu đã dạy, và nhờ Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta sống theo ánh sáng tin mừng mà Thánh Gioan bảo rằng là phải sống theo sự thật. Từ thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ, chương 1, câu 6. Sự thật theo lương tâm mách bảo, sự thật theo dưới răn và huấn lệnh của Chúa Giêsu dạy bảo, nghĩa là làm mọi việc do đời sống đức tin và luân lý đòi hỏi. Chính Chúa Thánh Thần từng bước nhắc nhở chúng ta về Kinh Thánh để chúng ta áp dụng trong từng hoàn cảnh của cuộc sống, giúp họ nhận ra chân lý của tin mừng. Bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô là một minh chứng. Nhờ Chúa Thánh Thần mà 3.000 người nghe, dầu thuộc nhiều vùng, nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng vẫn nghe như chính ngôn ngữ của mình. Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần là dịp để chúng ta nói lên vai trò của Chúa Thánh Thần, là đến trần gian để nhắc nhớ, dạy dỗ và uống nắng con người. Thế nên chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng để chúng ta biết sống theo sự thật. Xin Ngài hãy uống nắng con người hôm nay cho khỏi những sai lầm và dẫn dắt chúng ta đi theo ánh sáng tin mừng. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Hãy cho một nụ cười. Một bệnh nhân nọ được đưa vào một bệnh viện do các tu sĩ điều khiển. Người ta không để cho anh nằm điều trị trong một căn phòng riêng rẽ, mà lại đặt anh nằm chung với các bệnh nhân khác trong một phòng lớn. Vừa mới được khiêng vào căn phòng, người đàn ông đã bị các bệnh nhân khác tung đến bao xung quanh. Người thì có chân, kẻ nắm áo, kẻ bứt tóc. Không mấy chốc, anh bị quăng xuống khỏi giường giữa những tiếng cười đùa của các bệnh nhân khác. Không chịu đựng nổi trò chơi quái ác của các bệnh nhân, người đàn ông mới la hét để kêu cầu vị phụ trách. Anh trình như sau: tại sao ông lại đưa tôi vào đây? Tất cả các bệnh nhân xung quanh tôi đều cười đùa, nghịch ngợm như một đám con nít. Hẳn họ không đau yếu như tôi. Vị phụ trách mỉm cười đáp: họ còn đau yếu hơn cả anh. Nhưng tất cả đều khám phá ra một bí quyết, một bí quyết mà ít người ngày nay biết đến, hoặc có biết đến họ cũng không tin. Người đàn ông muốn biết bí quyết ấy, vị phụ trách bệnh viện mới lấy một cái cân có hai đĩa ở hai đầu. Ngài lấy một hòn đá đặt vào một đĩa cân. Đĩa cân ở đầu bên kia liền được nhắc lên. Ngài giải thích như sau: tôi vừa trình bày cho ông một bí quyết của các bệnh nhân ở đây. Chiếc cân này là biểu trưng của tình liên đới giữa con người với nhau. Hòn đá biểu hiện cho nỗi đau khổ của ông. Khi đau khổ đè nặng trên ông, thì ở đầu cân bên kia, niềm vui có thể đến với một người nào đó. Niềm vui và nỗi khổ thường sánh vai với nhau, nhưng nỗi khổ cần phải được đón nhận và dâng hiến, chứ không phải là để giữ riêng cho mình. Hãy làm cho những người khác trở thành trẻ thơ. Hãy làm cho nụ cười được chống nở trên môi của người khác, cho dẫu ta đang hấp hối. Cái chết của Đức Kitô là cái chết của một người cho tất cả mọi người. Đó là tình yêu được dâng hiến cho tất cả mọi người. Đó là hy sinh cho tất cả mọi người. Đó là lý tưởng của một người sống và chết cho mọi người. Nhìn ngắm Đức Kitô trên thập giá, chúng ta thấy được định nghĩa đích thực về con người. Con người chỉ có thể thể hiện được trọn vẹn tính người khi sống cho người khác. Càng sống cho tha nhân, con người càng tìm lại được chính bản thân. Càng chia sẻ với người khác, con người càng trở nên phong phú. Có của cải, có thì giờ, có niềm vui để chia sẻ đã đành. Nhưng con người còn có cả một kho tàng khác để chia sẻ cho người khác. Đó là nỗi đau khổ, sự bất hạnh, những hy sinh âm thầm của mình. Âm thầm đón nhận một đau khổ mà không than trách, không phàn nàn, nhưng luôn để lộ trên khuôn mặt sự vui tươi, tinh thần lạc quan. Đó là một trong những chia sẻ cao độ nhất mà chúng ta có thể dành cho người khác. Vác lấy khổ đau để trở thành gánh nặng cho người khác, đó là một trong những chia sẻ cao quý nhất mà chúng ta có thể dành cho người khác. Dâng từng khổ đau, hy sinh và âm thầm phục vụ từng ngày để cầu nguyện cho tha nhân, đó là một trong những chia sẻ cao đẹp nhất.
bởi vì chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của chia sẻ ấy. Bài trích sách lạy sống.